sách hiếm đang định cư tại Hoa Kỳ. Và có một điều đặc biệt là Đức Phu Quân, tức là chồng của cô Lâm Phú Châu, là một người từng giảng dạy rất nhiều năm ở trường trung học ở bên Mỹ. Nhân cái sự việc anh chàng học sinh trung học của chúng ta là Dương Đức Thính đã hạ lá cờ vàng và dẫm lên lá cờ vàng, thì hôm nay Bảo Trâm cũng rất là vui được tham khảo ý kiến, phân tích dưới góc nhìn của những người từng làm giáo dục trung học phổ thông ở bên Hoa Kỳ. Và cô Châu cũng đã được những góp ý, nhận xét cũng như là hỏi ý kiến của chồng của cô là giáo sư Quang. Thì những ý kiến rất là xác đáng, hôm nay xin mời cô chia sẻ cùng khán giả. Chào cô. Dạ, kính chào quý vị khán giả của kênh VietVision. Hôm nay hân hạnh nha, tôi được trở lại hội chuyện với quý vị vui vẻ. Gần đây, mấy ngày gần đây thì chúng ta rất là có một cái câu chuyện rất là nóng, là em bé em trai Dương Đức Thịnh đi du học bên Úc và học để tăng cường tiếng Anh. Theo tôi được biết, theo cái tin tức này đó, thì em học cái tăng cường tiếng Anh thì cái tin tức nóng là vì em gỡ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của quý vị cộng đồng người Việt ở Úc Châu. Cái chỗ đó là cái phía tôi có nhìn trên bản đồ của Úc Châu, đó là cái nó gọi là New South Wales, tức là nó nằm ở phía đông nam của cái Úc Châu, của cái đảo Úc Châu, ở trên cái thành phố Victoria một chút. Chúng tôi coi lại cái video thì chúng tôi thấy em đi ngang cái lá cờ treo trên cái cây cột điện nhá, mà ở thành phố, và em leo lên cái xe hay cái gì đó, cái xe xe đạp, dường như là leo lên cái chiếc xe đạp và em kéo xuống và em chửi thề em chửi thề mà những cái lời lẽ rất là mộc mạc, và em nói là tao đại diện cho 90 triệu dân Việt Nam. Thì cô nghe không rõ, nhưng mà đại khái là em kéo xuống và em dẫm lên cái lá cờ và sau đó thì bỏ đi. Đó là cái video mà tôi thấy. Thì tôi có theo dõi, thì trước tiên là tôi có theo dõi cái lá thư của những người trong trong cái phe gọi là cộng đồng chống cộng đó, CCCD đó, tôi gọi là CCCD với nhau đó, của bên Úc với nhau đó, thì họ rất là căm tức và họ tường trình rằng cái ban cộng đồng đó đã liên lạc với lại hiệu trưởng của trường và hiệu trưởng của trường đó là cũng không có dám quyết định, là vì cái chuyện này nó xảy ra ở ngoài cái khuôn viên học đường, thành ra nhà trường mới mới gửi tham khảo, mới nhờ người ta tham khảo ý kiến của cái của giáo dục, thì người ta chờ ý kiến của ở trên, chứ người ta không có quyết định được vì người ta không có cái thẩm quyền đó. Thế thì trong cái lá thư mà của cái nhóm cộng đồng người Việt chống cộng đó, cộng đồng chống cộng đó, thì cũng loan tin rằng hôm nay, tức là hai hôm sau đó, xin lỗi, cái chuyện đó xảy ra vào ngày 1 tháng, dường như là 1 tháng tháng năm, tôi không biết là họ nói đúng cái ngày hay không, là vì cái thời gian ở bên Úc với lại ở bên của mình nó khác, là thành ra tôi không hiểu cái tờ tường trình này nó có đúng hay ngày 30 tháng 4 hay là ngày 1 tháng 5. Thì nhưng mà 2 ngày sau đó thì nó báo cáo là cảnh sát đã đến, có 9 cảnh sát đến bắt em nó đi rồi, và cũng đồng thời họ cũng cho hay là cái nhà trường đã đuổi đuổi học em đó, và những cái dường như là ba em cùng nha nha cùng đi với em Dương Đức Thịnh đó, nghĩa là theo cái lá thư của họ nói đó, thì đã đuổi và đã thông báo cho gia đình biết là lý do tại sao họ đuổi học một thời gian nào đó. Đó là cái thư của những người trong cộng đồng, họ báo cáo với nhau và họ khen ngợi cái trưởng ban, chủ tịch cộng đồng hay là gì đó, gọi là cái người đại diện cho cộng đồng, là ông gì Pun Pun Huy gì đó, Nguyễn hay gì đó, thì họ khen là đã bảo vệ được cờ vàng.
Thì đó là cái tường trình cái lá thư của người ta. Thì sau đó thì tôi cũng được đọc một cái thư bằng tiếng Anh của một cái người ở trong đại diện ở trong cái trường gọi là trường trung học mà nơi em đó học, đó là cái trường ở Marrickville. Thì cái tiếng Anh đó nói cái đoạn, tôi chỉ đọc cái đoạn đầu cho quý vị nghe thôi, thì họ chú trọng tới từ chữ nha. Họ nói "We are aware of an incident involving international Marrickville High School students last Friday that occurred off school grounds and was filmed. The views expressed in the video in no way represent the views of Maryville High School." Có nghĩa là chúng tôi đã được thông báo, được biết cái chuyện xảy ra, liên hệ đến cái trường, trường 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 này là trường dạy quốc tế đấy, International Maryville High School Student, tức là sinh viên quốc tế đó, trung học, sinh viên trung học quốc tế đó, vào hôm thứ sáu, cuối thứ sáu. Nếu mà là thứ thứ sáu tức là là 30 tháng 4, Bảo Trâm à. Đúng rồi, vâng. Theo cái thư này á, nó nói thì, nhưng mà mấy cái tờ tường trình kia thì nói là 1 tháng 5, nhưng mà theo cái này cô đọc đó thì nó để là last Friday, tức là ngay cái ngày 30 tháng 4 đó đó, là và xảy ra ở ngoài khuôn viên học đường và đã bị và đã được thu hình đó. Thì cái quan điểm trong cái mà quan điểm thể hiện trong cái video này đó thì lẽ nhiên là không có đại diện cho cái quan điểm của trường chúng tôi đấy, đấy đó. Thì đại khái là cái đoạn kế là nó chỉ nói là cái chúng tôi thể hiện cái sự tìm hiểu những cái văn hóa khác nhau, và cái sự hài hòa, và tiến bộ giữa thông hiểu giữa các quốc gia là cái điều quan trọng trong cái giáo dục của chúng tôi, và cái quan điểm và mục đích giáo dục của chúng tôi. Rồi chúng tôi cũng đã thông báo cho bên phía cảnh sát về cái sự việc này, và tất cả những cái sinh viên đã liên hệ vào cái sự việc này. Và chúng tôi, những các sinh viên này, đối với chúng tôi thì chúng tôi đã đình chỉ, để mà xem như là một cái hình phạt, nghĩa là đình chỉ việc học, tức là nó bây giờ cô quên nói cái gì vậy, nghĩa là cấm đi học trong một số thời gian vậy đó, để giống như là một cái hình phạt. Có ý kiến như này, Ý kiến nó là học sinh á, thì tất cả những cái gì mà ở trong cái khuôn viên của trường mà nó vi phạm thì trường sẽ xử lý, còn cái gì mà nó ra ngoài khỏi khuôn viên ở trường nó vi phạm á thì ở chỗ city thì đưa ra tòa án của city, chứ tòa nhà trường không có quyền xử như vậy. Xử như vậy là vi phạm mà ông tệ trưởng sẽ bị lên án. nhưng mà Cái còn cái quân phục, cái tôi nói cái áo không làm nên thầy tu, ai cũng có quyền mặc áo, và nó mặc áo thì nó là học sinh thì nó mặc áo, nhưng mà nó vi phạm luật thì ở chỗ khác chứ đâu phải là nhà trường đâu, vì nó mang cái áo mà nó nhà trường có quyền xử. Cũng như là tôi là không phải là ông sư, tôi mặc cái áo ông sư tôi đi ra rồi ông chơi nhà chùa xử tôi à? Đúng rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn các bạn. Bảo Trâm xin phép giới thiệu, đó là bác giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, một người từng giảng dạy nhiều năm ở trường trung học ở xứ Tư Bản, xứ Hoa Kỳ. Và bác Quang đã cho biết thông tin rất hay, tức là cái việc hạ cờ vàng ở bên ngoài khuôn viên nhà trường thì việc này nếu vi phạm thì có pháp luật xử lý ngoài cái phạm vi xử lý của nhà trường. Đó là lời một giáo viên từng giảng dạy ở trường trung học ở xứ Tư Bản, Hoa Kỳ. Bác Quang nói rất đúng ạ. Vâng, và nhiều người trước đây đã nhầm tưởng hành vi hạ lá cờ vàng đó là trong khuôn viên nhà trường, mà hôm nay các cô chú đã cung cấp đó là ở ngoài nhà trường. Cảm ơn các cô chú. Mời cô. Tôi đọc trong cái thư của nhà trường gửi ra mà họ nhấn mạnh cái chữ off school ground, tức là họ cố ý họ nói cái chuyện này là không có liên hệ với chúng tôi à. Thế mà nhưng mà tôi nghĩ là thường thường là mấy cái nhóm cộng đồng mà chống cộng đó họ làm áp lực ghê lắm, họ áp lực kinh khủng khủng lắm, khủng khiếp lắm, nghĩa là khủng bố. Chúng tôi ở đây mấy chục năm chúng tôi hiểu, thành ra họ sẽ đến cái nhà trường đó, họ sẽ áp lực, họ sẽ biểu tình cho đến khi mà họ được cái kết quả theo ý của họ thì họ mới thôi. Là vì tôi biết cái chuyện của
trường của ông xã tôi đó có một cái bà sếp của ông xã tôi nữa, mà bà chỉ làm cái chỉ làm một cái buổi gọi là đóng lại tất cả những cái chiến tranh đó, đóng lại 25 năm chiến tranh, cái hồi 25 năm chiến tranh cơ, để mà quên đi cái chiến tranh. Thì nhà trường người ta đề nghị là làm một cái buổi trình bày để mà mình đóng lại, khép lại chiến tranh, khép lại hận thù chiến tranh. Thế là bà ra, bà chỉ đưa ra những cái hình ảnh ghê rợ của chiến tranh, thì trong đó có những cái hình ảnh nào là nhà sư tự vẫn tự thiêu, rồi rồi một em bé Napan đó, tức là bị Napan phỏng người mình, em bé Kim Phúc đó, rồi nào là cảnh sát bắn người ta mà trong lúc thúc trong trong lúc người bị đã thúc cán người ta rồi. Thì tất cả những hình ảnh đó làm cho cái hình ảnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trở nên xấu, cho nên là họ hận thù lắm. Mà bà nó kéo đến cửa trước cửa của cái nhà học chánh của nơi bà làm việc đó, mà họ biểu tình mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mà trường kỳ kháng chiến như vậy đó. Thành ra chúng tôi hiểu cái áp lực của cái nhóm cộng đồng mà họ làm như thế, mà họ gọi là vinh danh cờ vàng và họ bảo vệ cờ vàng. Thì quý vị nghĩ xem, trong qua một cái giai đoạn lịch sử, quý vị nghĩ lại, ghi chép lại coi hành động của những người cờ vàng là như thế nào. Và đó là lý do tôi quyết định tôi từ bỏ cái đi theo cái những cái cờ vàng rất là lâu, từ rất là lâu, là vì tôi không thấy một cái hành động nào của họ là nhân, là tượng trưng cho nhân bản hay là tượng trưng cho bác ái, mà như là họ đã rêu rao ra ba bạch của họ đó là cái gì, công bằng, nhân ái, bác ái, nhân đạo gì tùm lum hết. Tôi không có thấy một cái lần một cái thể hiện nào mà thể hiện như vậy hết. Và đây là một cái thể hiện, một cái thí dụ gần nhất là họ tìm mọi cách để mà thúc đẩy nhà trường phải đuổi em bé này, mà còn không những đuổi học, mà còn họ còn muốn trục xuất ra khỏi nước Úc nữa, theo cái những cái lời mà trong những cái lá thư của họ ở trên này đó. Thì mà họ gọi đó là bảo vệ danh dự lá cờ vàng. Thì danh dự của họ là như thế đó. Danh dự của họ là khủng bố người ta, là ép đặt người ta, là áp đặt người ta. Thành ra theo quan điểm của tôi đó, thì tôi suy nghĩ như thế này. Bây giờ cái lá cờ mà gọi là lá cờ vàng ba sọc đỏ đó, đối với em bé này á, và cũng như đối với theo cái pháp lý mà nghĩ ra đó, nó không có đại diện cho cái gì hết, ngoại trừ đại diện cho cái gọi là di sản về văn hóa của một nhóm người gọi là ở miền Nam như chúng tôi. Nhưng mà đó là cái danh từ thôi, chứ còn ra pháp lý không, nó không có cái nghĩa gì hết, nó không có ý nghĩa gì hết. Thành ra đối với em bé học trò, nó nhìn theo cái lịch sử của các anh là đã thua trận lâu rồi, mà các anh không phải là thua trận, mà các anh là đi theo cái phe bất chính, cái phe xâm lăng. Thì các anh từ đầu cho chí đuôi, cái lá cờ này nó đại diện cho những sự nhục nhã của dân tộc Việt Nam. Nó nhục nhã ngay từ lúc đầu, tức là đi theo ngoại xâm, hết theo Pháp rồi tới theo Mỹ. Thì nó không có đại diện cho một cái gì để cho một người Việt Nam hãnh diện cả. Thì tôi nghĩ là nếu mà em bé này nó hiểu được những cái chuyện đó, thì nó xem cái lá cờ vàng là như là một cái vật rất là đáng ghét là cũng đúng. Mà tôi lại có một cái ý nghĩ, lúc đầu thì tôi nghĩ rằng đi ra chỗ công cộng mà giật một cái lá cờ như vậy là một cái hành động thuộc về tội phạm hình sự. Thì tôi cũng thì đúng ra là đối với Mỹ này thì giật một cái gì của công cộng, phá công cộng là một cái tội phạm thuộc về hình sự. Nhưng mà tôi nghĩ lại, thí dụ như bây giờ mình đi ra ngoài đường mà mình thấy một có cái nồi dẻ treo trên một cái cột gì đó, hay là có miếng giấy gì dơ dái mà dán ở đâu đó, mình cũng có quyền mình dẹp bỏ cái nồi dẻ đó, mình dọn rác dùm cho người ta. Thì tôi cũng có cái ý nghĩ vui vui như vậy. Nhưng mà nói ra thì có lẽ là thiên hạ chắc là giết tôi. Nhưng mà thật ra là nếu em bé nó nghĩ đơn giản như vậy, là đây là cái vật chướng ngại, một cái vật không có tượng trưng cho cái gì tốt đẹp, thì nó xem như là một cái vật dơ dái và đáng ghét, thì nó gặp, nó hạ xuống mà nó đạp như vậy là cũng là xứng đáng. Nói cho đúng ra là như vậy. Nhưng mà thật sự ra đối với nếu mà
đối với một cái số người mà vinh danh cái vạch đó mà mình làm như thế đó thì gọi là mình vi phạm một cái hình sự. Nhưng mà tôi còn đặt ra vấn đề một cái thắc mắc này nữa, không biết mấy người này treo những cái lá cờ đó trên cái thành phố như vậy thì có đã được phép hay không, thì cái chuyện đó là tôi chưa có biết. Đấy, đó là một cái vấn đề đó nữa. Thì đó là cái quan điểm của tôi, một cái nhìn từ ban đầu là tôi nói trời ơi làm như vậy là vi phạm hình sự, mình có ghét gì ghét thì mình cũng để bụng. Ban đầu là tôi nghĩ là nếu mà tôi liên hệ được với em bé này đó, Đức Thịnh, thì tôi xin nhắn nó một câu là sau này đó mình muốn chống đối đó thì mình viết một cái bài diễn văn và mình xin đăng báo mình phản đối cái việc treo cờ như thế đó, và phản đối cái việc mà cứ kéo dài cái lá cờ rất là chướng, gọi là chướng khí đó, ra trên trường quốc tế. Nó không có cái gì vinh dự cả, từ ngày mà nó có mặt cho tới cái lúc hiện tại, từ lúc mà nó sống cho tới lúc chết, không có lúc nào mà nó một ngày nào vinh quang. Thành ra họ cứ tổ chức những cái ngày mà gọi là kỷ niệm nhục nhã, nghĩa là những cái ngày đau buồn, họ tổ chức những cái ngày để mà gọi là tang thương đối với lá cờ này. Không nhục thì cũng thua, không thua thì cũng hèn. Nghĩa là ba cái vạch đó là nhục nè, nhục nhã nè, thua trận nè, và hèn nhát nè. Đó là ba cái tôi thấy là ba cái lá cờ nó tượng trưng, ba cái vạch nó tượng trưng cho như thế đó. Vâng, cảm ơn cô. Thua và hèn. Đấy, thì ngày hôm qua ông xã tôi có nói cái câu mà tôi bật cười là ông ấy nói cái vụ gì mà quên rồi, ông nói quý vị có quyền hèn nhưng mà đừng có bắt người ta hèn, quý vị có quyền nhục nhưng mà đừng có bắt người ta nhục theo. Đấy, thì bây giờ cô thấy là ba cái vạch đó là cô thấy hoài. Ban đầu đó thì cô qua bên đây thì cô đã nói nhiều lần là cái thuở mà cô ở Việt Nam đó cô không biết gì về chính trị nữa, thành ra không có để ý gì hết, không biết gì hết. Thì sang đây mấy năm đầu ha, là người ta mình cũng nhớ ngày xưa thì mình cũng đã từng ở dưới cái lá cờ đó, thì mấy ông á tổ chức cái gì là cô cũng đi theo, bác cũng đi theo. Nhưng mà về sau này á mình có dịp mình ngồi lại mình suy nghĩ, mình đọc sách thì cái đó thì mình thấy hết nhục rồi tới hèn, rồi tới hết hèn rồi tới thua. Nghĩa là ba cái chữ đó mà cứ kỷ niệm ngày thì cứ kỷ niệm nhục, ngày thì kỷ niệm hèn, ngày thì kỷ niệm thua, thì tôi thấy là mấy chục năm nay chúng tôi không có một cái ngày nào vinh dự hết. Thành ra chúng tôi mới chào cờ hồi mấy ngày trước là như vậy, và chúng tôi cũng hô hào cái phong trào mình phải sống vinh dự chứ đừng có sống nhục nữa. Đấy thì bây giờ để nói tiếp cái câu chuyện cái câu chuyện về em bé, thì sau đó sau khi mà tôi đọc cái lá thư của lá thư tiếng Anh của nhà trường đó, thì tôi có đọc được một cái lá thư của cái người ở trên Facebook xưng là phân đội Alpha đơn vị tác chiến điện tử. Thì họ nói là các bạn trẻ đó lạc quan trở lại rồi, tức là hiệu trưởng đó thì tạm đình chỉ 20 ngày, nhưng mà nói bằng mồm thôi, tức là nói thôi anh em nghỉ vài hôm đi cho nó yên chuyện, cho nó êm chuyện cái đã, chứ không có cái văn bản nào hết. Tức là đối với cái em bé đó, nhà trường không có cái văn bản nào hết. À, mà bây giờ tôi nói như thế này, các cộng đồng ở bên bên Úc chắc là lại làm bận làm thượng với nhà trường nữa. Tức là còn kéo đến nhà trường này làm eo làm sách nữa. Thì cái chuyện trục xuất hay là ép nghỉ học là sẽ không xảy ra. Và như bác Quang nói hồi nãy đó, tức là nhà trường không có quyền làm cái chuyện đó. Mà hơn nữa cái chuyện đó là nó xảy ra ở ngoài khuôn viên, nhưng nhà trường cũng đã cố tình dùng cái chữ off the school ground hồi nãy đó. Đấy thì đối với ở này chắc là ở bên ngoại giao của Việt Nam nói là mọi hỗ trợ pháp lý tư vấn tại Úc cho bạn du học sinh đều đã sẵn sàng. Nếu đám khát nước này là ai không biết, tức là cái đám gì đó, chắc là đám chống cộng làm cái gì làm bậy đó, thì chúng ta dùng theo cái tinh thần đúng luật pháp mà làm, không có phải mà ngại ngùng hay là va chạm gì cả. Nếu mà mình đúng thì chúng ta cứ đúng mà làm. Đấy, không cần phải ngại ngùng nữa.
Đấy. Thì cái đại diện của cái nhóm này nó gọi là Comcom gì đó đã liên hệ với đại sứ quán Việt Nam tại Úc, và các đồng chí đã tiếp nhận thông tin sự việc, sẵn sàng can thiệp hỗ trợ nếu bạn du học sinh này yêu cầu và cần thiết sẽ có biện pháp hoặc bảo hộ cho công dân Việt Nam tại nước ngoài. Đó là cái tiếng nói tôi nghĩ là mạnh bạo lắm. Tuy nhiên anh là nhìn chung đó thì việc này chúng ta cảm thấy giống giống như là thỏa mãn, nhưng mà thật ra đó thì chúng tôi và cá nhân tôi đó cũng khuyến khích là các bạn sinh viên không nên thực hiện những cái hành động lẻ loi như vậy, không nên thực hiện những cái hành động mà nghịch ngợm với cái những cái vật nhạy cảm như vậy, có thể gây ảnh hưởng đến cái công việc của mình, việc học tập của mình và rắc rối cho cái những người còn lại. Thì chúng ta làm cái gì cũng phải suy nghĩ, mà theo tôi đó thì tôi khuyến khích các em nên viết những cái bài chống đối và đăng lên. Đó là cái phương pháp mà chúng tôi đã làm mấy chục năm nay. Chúng ta có quyền thể hiện cái tình cảm của chúng ta, nhưng mà còn còn họ cứ treo cái nhục nhã, thua trận và hèn nhát đó, treo đến lúc nào thì tới lúc nào mà họ cảm thấy họ nhục rồi thì thôi. Vâng, thưa cô. Thưa cô, cái sự phân tích của cô về ý nghĩa của ba cái vạch ở cờ vàng khiến khán giả ở dưới rất thích thú. Và khi nghe cô phân tích thì cháu cũng phải bật cười. Và có lẽ là cháu sẽ dùng cái lời phân tích của cô để đặt tiêu đề lại cho cái video này. Ba sọc để thể hiện cho ba sự hèn thua nhục. Và cô phân tích như vậy cháu thấy rất hay và khán giả ở dưới đang rất cổ vũ. Và thưa cô, cách đây vài năm thì chính em Dương Thịnh này, Dương Đức Thịnh đã cùng một số bạn bè của mình vào quán cà phê để xem bóng đá và cổ vũ cho U23 Việt Nam. Bữa đó các em mặc áo cờ đỏ sao vàng và mang theo một ba lô có những lá cờ đỏ sao vàng, và bị nhóm người chống cộng cực đoan ở bên Úc đã cà khịa tịch thu. Người ta gọi là chó cậy gần nhà đó, cậy lớn tuổi, cậy gần nhà, cậy đông, tịch thu miệt thị các em đó. Nên các em đó đã trả đũa lại. Đây là lời của phụ huynh các em này khi mà phúc đáp lên một số trang mạng xã hội. Và nếu mà cháu không nhầm thì cách đây 2 năm thì bạn là Ninja Vũ là Việt kiều ở Úc cũng đã làm cái video để phân tích về video đó. Như vậy là em Dương Đức Thịnh và các bạn của em đi cổ vũ bóng đá U23 châu Á đã bị nhóm người cờ vàng cực đoan ở Úc châu tịch thu cái ba lô đựng cờ đỏ sao vàng cũng như miệt thị các em. Thưa cô, đấy là tự do ngôn luận của họ đấy. Đây họ khủng bố đó, đó là họ xem như là bảo vệ cờ vàng, bảo vệ danh dự cờ vàng đây. Thì mỗi một ngày mà quý vị nói là bảo vệ danh dự cờ vàng, tức là chúng tôi hiểu đó là những cái lần quý vị khủng bố và quý vị xem những cái việc khủng bố là cái danh dự, thì tôi đầu hàng quý vị, cho nên là tôi chạy quý vị. Vâng. Thưa Tôi chỉ quý vị xem sự khủng bố là một cái sự bảo vệ danh dự thì thôi, hết chỗ nói rồi. Vâng thưa cô. Hiện nay có một số khán giả có câu hỏi này này. Tức là đa số tuyệt đối là rất ủng hộ và cảm ơn cô Châu. Là có một cái video tổ chức tại nhà cô thượng cờ đỏ sao vàng và hát quốc ca. Thế thì cô là người thiết kế cái vụ treo cờ và thiết kế cái việc mà kéo cái phông xanh ra để hiến cái cờ đỏ lên, thì ít người biết điều đó. Hôm nay nhân tiện cháu giới thiệu cho khán giả, và đặc biệt bạn là Minh Hoàng cũng hỏi cô là tại sao không thấy các video đó nữa. Thì cháu thì cũng nhận được khá nhiều từ sáng tới giờ, cả Thảo Động hỏi cháu. Thế thì mong cô là chủ nhân cùng nhóm các bác Việt kiều đó thì giải thích ngắn gọn cho khán giả hiểu lý do vì sao các video đó không thấy ở trên kênh Việt Vision nữa, thưa cô. Theo tôi nghĩ thì có lẽ là chủ kênh hiểu nhiều hơn tôi, là có vẻ là chủ kênh bị người ta phá. Quý vị biết là họ đã cô lập chúng tôi mấy chục năm nay rồi, bây giờ không có lý do gì, bây giờ họ đã cô lập chúng tôi, đã sống ở trên đảo rồi, bây giờ chúng tôi làm cái gì trên đảo thì kìa cha chúng tôi chứ, phải không? Tôi ở cái ốc đảo này,
tôi làm cái gì thì kệ cha chúng tôi. Quý vị không có, không còn có thể nào gọi là cô lập hơn được nữa. Chúng tôi đã ra ngoài đảo rồi, không có còn cô lập nữa. Nhưng mà bây giờ tôi có những cái du khách đến đảo chúng tôi và cùng xin trùng hợp với chúng tôi, quý vị cũng rượt theo đòi cô lập. Đấy, đó là quý vị hành hạ người ta như vậy. Thì tôi cảnh cáo cho quý vị biết là quý vị làm thêm, tô thêm, đậm thêm một cái sự khủng bố mà quý vị gọi là bảo vệ danh dự cờ vàng. Quý vị đang tô thêm một cái nhục, một cái hèn. Quý vị làm như vậy là quý vị hèn. Đó, nó là cái nhục, cái vạch thứ hai đó. Và quý vị cứ tiếp tục làm cái những cái chuyện nhục, cái chuyện hèn đó thì quý vị sẽ thua nữa, thua dài dài. Đấy, và xin giới thiệu với quý vị cái màn xanh của tôi. Thấy không Võ Trâm? Có thấy cô, có rõ. Đấy, màn xanh, cái màn xanh này đó là bình thường lâu lâu mà cô có cái tài tài nào hứng thú mà có thời gian đó là cô đem ông Nguyễn Minh Quang ra ngồi đằng trước màn này để cô nói chuyện với ổng. Xong rồi đó thì cô quyết định cô để cái lá cờ này để cô giữ cái bí mật đây nè. Đây, bí mật của cô đây. Ủa đâu rồi, đây nè. Xem nè. Đây, bí mật của cô đây là ở đằng sau lưng. Cái này là ở đằng sau lưng cái màn xanh nhá. Thế thì hôm nọ đó thì khi mà chào đó là cô chỉ gỡ cái cọng ở trên ở góc bên đây và cái góc bên kia, thế là nó từ từ nó hạ xuống. Thế là chúng ta qua bên đây thì khi mà hạ hai cái góc nó xuống thì từ từ thì cái lá cờ nó sẽ hiện ra. Vâng, trong một hoàn cảnh mà thiếu rất nhiều cái nguyên vật liệu cũng như nhân lực, nhưng mà cô Châu làm vốn là một kỹ sư nên cũng đã nghĩ ra, tuy thủ công mà cũng đạt hiệu quả rất là cao. Trong việc mà ở Việt Nam người ta kéo cái sợi dây để cho lá cờ lên cao thì cô để lá cờ nguyên, nhưng mà hạ cái phông xanh xuống thì lá cờ cũng nhô lên cao, hiệu quả cũng không kém. Và thưa các bạn, Bảo Trâm có thể tóm tắt vì sao là một loạt cái video, 5 video ở nhà cô Châu dưới lá cờ đỏ sao vàng không còn trên sóng Việt Vision nữa, bởi vì một số người nhắn tin chửi Bảo Trâm là hèn, bị ba que dọa là xóa. Nhưng Bảo Trâm xin thưa là Bảo Trâm chống cái đám này 12 năm nay rồi, không có chuyện xóa mà không có chuyện sợ. Chẳng qua là một trong các bác ở bên Hoa Kỳ bị cái đám cờ vàng nó đe dọa, thì đối với các bác đã chấp nhận lên sóng, các bác không có sợ. Nhưng chúng lại chơi trò là khủng bố đến người thân, gia đình, vợ con để gây sức ép, dẫn đến là các cái video đó Việt Vision tạm thời ẩn đi, đó cũng chưa có xóa các bạn ạ. Và có một thông tin anh Song Phạm cung cấp rất thú vị là khi bọn chúng cà khịa đến thiếu tá An Phong, thì khi chúng nhận ra nguyên là thủ trưởng của chúng, sếp của chúng thời Cộng Hòa, thì chúng chạy mất đuôi mất dép và không dám tấn công bác nữa, và chúng chỉ tấn công đến người nhà vợ con thôi. Mời cô Châu. Vâng, dạ, yeah. Thì đó là cái phản ứng cố hữu của họ, tức là về lý họ không có, về tình họ cũng không có, cho nên là họ chỉ còn cái chơi theo kiểu gọi là xã hội đen, chơi theo kiểu hăm dọa. Thì từ nghĩa là mỗi một cái buổi lễ ngày xưa là tôi từng biết, tôi có nói chuyện, không biết tôi nói chuyện với ai, tôi có kể chuyện là chúng tôi đi hớt tóc, thì cái anh thợ hớt tóc ở trong cái chợ mà ngày xưa chúng tôi ở trên Washington đó, anh nó kể lại như thế này, là cứ mỗi lần trước khi mà tổ chức kỷ niệm gì tháng tư đen quốc hận mất nước gì đó, là họ đi quyên tiền ở các chợ đó, thì mỗi năm á, thì các anh nó đều răm rắp phải đóng theo thôi, không đóng thì quý vị thấy là nó khó chịu lắm, bởi vì cộng đồng thế thì đóng. Thì cái năm đó là ông nhất định ông không đóng nữa, ông thấy không có ý nghĩa gì, ông không đóng nữa, với lại ông cũng muốn đi dành tiền
về Việt Nam cưới vợ, cho nên là ông nó không 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 đóng nữa. Thế thì cái ông mà đi góp tiền đó, ông nghe ông này không có đóng góp á, ông bước ra cửa khỏi cửa cái ông tiệm hớt tóc đó, ông đóng cửa một cái rầm, gần như là muốn muốn rụng cái cánh cửa của cái ông thợ hớt tóc đó luôn. Và ngày hôm sau thì cái cửa đó không những là rung lên muốn rụng mà còn bể kính nữa. Thì quý vị nghĩ xem cái đó là do ai làm? Thì đó là cái vinh dự cái gì, đó là công bằng bác ái nhân đạo và ba bạch của lá cờ nhục hèn thua đó là như vậy đó, là họ bảo vệ cái lá cờ bằng cách như vậy đấy. Thì tôi không dám nói là họ là cái người chọi đá vào bể cái cửa của cái anh thợ hớt tóc, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái hành động đó không có khác gì những cái người mà đến thu tiền chợ đó. Bảo Trâm, không biết người cái tiếng Việt mình gọi là mấy cái, không biết bây giờ có hay không, chứ ngày xưa là có mấy cái anh chị anh hùng đó, anh hùng mà ở ngoài chợ mà bảo vệ an ninh đó, nếu mà không đóng tiền an ninh cho họ đó là sẽ làm mất an ninh. Họ nói không đóng tiền cho họ là họ không có bảo đảm an ninh cho họ, đến họ làm bảo đảm an ninh cho đó thì phải đóng tiền cho họ, đó là cái kiểu đó đó. Thì tôi không thấy cái vinh dự của cái lá cờ vàng chỗ nào, nhưng mà họ nói họ làm như vậy là bảo vệ danh dự cờ vàng. Vâng, quý vị cờ vàng nghĩ lại coi xem tôi nói có oan chỗ nào hay không. Tôi mời quý vị, tôi mời những cái người mà chống đối mà làm khó những cái người bạn của tôi đến nhà tôi hôm nay, là tôi mời quý vị nói chuyện thẳng với tôi. Quý vị không có dám lên trả lời thẳng với tôi là quý vị hèn nhục thua. Vâng, đó cũng là cái ý nghĩa mà cô Châu cho rằng đó là đại diện hàm ý của ba cái sọc ấy. Vâng, hèn thua nhục. Vâng, Bảo Châu ơi, ba cái video đó, năm video đó tạm thời đóng lại. Vâng, mời cô. Bác Quang vừa mới nói vọng ra. Bác Quang nói ý là họ không có quyền hành gì trong tay mà họ còn hành hạ người dân như vậy. Nếu mà họ có quyền hành trong tay thì người dân khổ như thế nào? Vâng, họ mà có quyền hành trong tay chắc chắn là họ độc tài gấp 1 triệu, 1 tỷ lần cộng sản. Vâng. Vâng, thưa cô, bây giờ cháu sẽ đọc phần bình luận của khán giả để cô cháu mình giao lưu một chút với khán giả. Khi nào hết câu hỏi thì thôi cô cháu mình sẽ dừng livestream. Vâng. Ừ. Nụ cờ vàng quyên góp phong cách giang hồ thu tiền bảo kê. Vâng, Chí Linh Nguyễn cho rằng cái hành động cô vừa kể của đám cờ vàng ấy chính là quyên góp theo phong cách giang hồ thu tiền bảo kê. À, đó đó, thu tiền bảo kê đó, nó gọi là phải là thu tiền bảo kê. Vâng. Giang hồ và dân dân. Anh Văn Nguyễn ơi, trước khi mình mời Ngô Kỳ hay ai mình đều hỏi ý kiến các bạn. Các bạn cho ý kiến nhiều hơn bao giờ mình cũng theo, vì mình chiều khán giả mà. Còn các bạn không ok, không đồng ý là không bao giờ mình đưa. Đấy. Và thưa cô Châu, hiện nay có ba vị cờ vàng, bởi vì ít nhất là có ba cái disguise, trong đó là có Nính Dù Mũ Đỏ Hùng Lân, Phương Bình và Ân Trần. Đây là ba vị cờ vàng thường xuyên theo dõi Việt Vision. Và cũng thú vị khi các vị đó chửi Việt Vision, nhưng mà hết có livestream mà vào xem hết à. Bảo Trâm phải cảm ơn quý vị đó. Vâng, thưa cô, chào Hoa Lê. Ok cô ơi, nếu trường hợp mà em Đức Thính ấy mà ở Hoa Kỳ mà có hành vi tương tự, thì theo cô bên đó, trường học bên đó sẽ xử lý em như thế nào ạ? Có giống ở bên Úc không ạ? Thì theo hồi nãy bác Quang có nói đó, thì bác Quang đã làm ở trường và cũng chúng tôi cũng đã từng chứng kiến cái bà sếp của bác Quang bị cái trường hợp mà cộng đồng chống đó, thì họ cứ đến ra cái trước cửa nhà học chánh đó, họ biểu tình mỗi ngày mà dường như là kéo dài cả mấy tháng rồi chứ không phải là vừa. Thì đến cuối cùng đó thì cái ông chánh sở
giáo dục ở trong đó mời cái đại diện của những người cầm cờ Ba Sọc vào vào nói chuyện, thì họ rất là mừng, họ được nói chuyện với với quan chức. Họ đi vào họ vui, nghĩa là hống hách lắm, vui vẻ lắm, nghĩa là ta đây được mời vào. Thế thì ông trưởng nha học chánh, ông đó tên gì quan à, quên rồi, ông chánh sở giáo dục, thì ông dường như là ông Nick Wiley không? Không có lớn ông Nick Wiley, chỉ là sếp ông nhỏ. Ông gì không biết, quên rồi, nhưng mà thôi đại khái thì cái ông đấy là giống như là chánh sở giáo giáo dục thì cái ông đó ông hỏi ông mới hỏi cái đại diện cộng đồng là ông hỏi bây giờ quý vị cần gì, đòi hỏi gì, thì cái quý vị nói quý vị đã nói cái bà đó là tên là Minh Anh, bà Minh Anh đó là bà là cộng sản, bà là tân cộng, bà như vậy. Thế thì ông đó ông nói cái chuyện mà cộng sản hay là bà tân cộng hay gì nó không có nằm trong cái thẩm quyền của ổng. Bà cộng sản cũng được, cái là nhân viên của tôi thì tôi cần bà làm cái nhiệm vụ gì thì là chúng tôi thỏa mãn rồi, còn cái chuyện mà bà có theo cộng sản hay không là chuyện đó nó không có ăn nhầm gì với cái chính sở của tôi cả. Thế thì tụi nó mất hứng, thì tụi nó thì ông có nói thêm câu, ông nói nếu mà bà đó mà vì theo cộng sản mà bà làm hại gì quý ông đó, tại vì mấy quý vị nó hay nói câu là chúng tôi mỗi lần chúng tôi thấy cái hình ảnh đó là chúng tôi làm cho chúng tôi đau khổ, chúng tôi ăn ngủ không được, chúng tôi đau khổ gì đó, chúng tôi sinh bệnh gì đó. Thì ông đó, nếu mà quý vị có bị thiệt hại vì cái hành động của bà đó thì quý vị đem ra ngoài tòa bà kiện đấy, thế thôi. Nếu mà quý vị sinh bệnh thì có quý vị đi ba bác sĩ để người ta chứng nhận, rồi nếu mà vì cái bệnh đó mà phát sinh do đó thì các quý vị ra tòa kiện, chứ ở đây chúng tôi đâu có xử lý cái vụ đó được. Đấy, cuối cùng đứng dậy ra về rất là thẳng, gọi là tán tỏ thế là từ đấy là thôi không được tình rồi, họ đã gặp thượng cấp rồi, bây giờ thượng cấp không xử thì họ làm sao thành ra. Đối với bác Quang đó, bác Quang nghĩ rằng nhà trường sẽ không xử, nhưng mà cũng tùy theo, nếu mà họ bị áp lực quá họ có thể họ nói như cái thư này của cái anh này gọi là gì đây nè, ban tác chiến điện tử gì đây nè, đơn vị tác chiến điện tử nói ra, tức là họ làm cho hài lòng những cái ông mà hung dữ đó, hung thần đó, cái ông hung thần ở bên chống cộng cực đoan đó, bảo để cho họ êm thôi, nhưng mà họ không có văn bản nào, họ không thể nào viết cái văn bản nào đuổi học sinh cả. Nhân kiện đây tôi cũng kể chuyện cho anh Bảo Trâm biết rằng là cái hồi đó đó họ ghét tụi tôi, họ gọi là thì cái ông chủ tịch cộng đồng đó là ông cũng là giáo sư anh văn dạy ở Việt Nam nhưng không có bằng ở đây, là ông Đặng Đục đó, Đặng Văn Dũng đó, thì ông ấy là chủ tịch cộng đồng, viết thư yêu cầu nha học tránh làm ơn báo cho kể ra itemize, kể ra là dạy những cái gì cho học sinh về người Việt Nam. Thì bây giờ là tôi phụ tá cho cái ông sếp chương trình song ngữ, ông ấy giao cho tôi trả lời, thì tôi mới trả lời như thế này: thưa ông chủ tịch cộng đồng, tôi được nhận lệnh trả lời các ông như sau. Nhà học chánh chúng tôi dạy học sinh Việt Nam những gì thì được nằm ở trong cái quy định của giáo dục, Bộ Giáo dục. Nhưng mà chúng tôi thiết tưởng là không cần phải báo cáo cho các ông, xin cảm đa các ông phải làm. Thế là chính tôi là cái người viết cái lá thư đó, tôi gửi cho họ, thì từ đấy như họ thôi ông nhắm trả lời đó. Hôm nay họ làm đủ mọi trò nghe không? Rồi họ nói rằng muốn thuê muốn người mà làm trong cái chương trình đó thì phải hỏi họ. Thì tôi mới nói cũng không có điều kiện khoản nào mà muốn người mà lại hỏi các ông. Vâng, thưa cô chú, khán giả đang yêu cầu cô chú giới thiệu kể qua về giáo sư Trần Trung Ngọc cho mọi người biết rõ hơn về bác Trần Trung Ngọc ạ. Để tôi nói anh tóm tắt đi Khoan ơi, trước khi để bắt
Quang nói thì để giới thiệu với quý vị chúng tôi cái tình cảm mà bác Trần, tôi để cái tư cách của bác Trần Trung Ngọc đến độ mà tôi khi ông chết rồi đó, tôi làm cái ảnh để truy niệm ông, tôi để ngang hàng với ông anh của ông xã tôi. Đây đây, để xem này, để xem coi, để xem coi, đây 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 đây, cái hình này đó là hình bác Trần Trung Ngọc đây. Đấy, quý vị thấy là tôi để trên bàn thờ đấy, đó là tôi thờ cái tư cách của giáo sư Trần Trung Ngọc, là đối với bạn bè ông, nghĩa là gọi là bên đây nó gọi là cái tinh thần teamwork đó, tức là khi mà mình làm việc gì với nhau đó, mình phải có cái tinh thần đồng đội, gọi là bây giờ thì nói tóm lược về anh Trần Trung Ngọc. Anh Trần Trung Ngọc sinh vào năm 1931, hình như là người Hà Nội, cho nên là vào khoảng năm 1950 thì có cái lần động viên, thì anh đã học xong tú tài, anh mới động viên, có lẽ anh là cùng khóa với ông Nguyễn Cao Kỳ đó, học tại cái trường Nam Định rồi nó chuyển sang Đức, rồi anh ấy phục vụ trong một thời gian cho đến có lẽ là trước hay là sau cái hiệp định Geneva, thì anh ấy giải ngũ, anh tiếp tục học và anh ấy đầu cử nhân khoa học. Anh ấy lúc mà còn cử nhân khoa học thì anh ấy tái ngũ, anh ấy làm giáo sư dạy bên vật lý tại cái trường sĩ quan Đà Lạt. Rồi sau đó là vào khoảng năm có lẽ là vào khoảng năm 64 thì anh lại xin giải ngũ, tức là anh ấy dư thừa 5 năm quân vụ. Rồi năm 1966 anh ấy được cái học bổng đi Hoa Kỳ, anh ấy đến Hoa Kỳ, tức là đến Washington DC để chuẩn bị học Anh văn cái lớp ESL ở tại Cornell University. Thì tôi bắt đầu gặp anh ấy ở chỗ đó và là bạn học cùng lớp với anh ấy trong cái lớp ESL ở tại Cornell từ tháng 10 năm 1969 à 66 cho đến tháng 2 năm 1960. Tháng 2 năm 1967 thì tôi đủ điểm, tôi bị đưa về Ohio học theo cái gọi là academic, tức là học để lấy bằng master. Thì anh Ngọc thì sau đó thì anh cũng đủ điểm, cũng vào cái tháng đó anh ấy được đưa đi cái trường gọi là đại học ở Wisconsin cùng với lại anh tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu, mà tôi không biết là có cùng học với thời gian với nhau hay không thì tôi không biết, nhưng mà cùng trường. Thì anh ấy học cho đến tốt nghiệp tiến sĩ về vật lý ở cái trường đại học này, còn tôi thì đi Ohio tôi học về master về giáo dục, nhưng mà cái major, tức là cái môn chính của tôi là sử. Thì khoảng tháng cuối tháng 8 năm 1969 thì tôi hoàn thành cái đó, là tôi trở về Việt Nam và tôi được chỉ định dạy tại trường Kiểu Mẫu Thủ Đức. Thì từ đó giờ tôi không có gặp anh Ngọc cho đến lúc mà trở lại Hoa Kỳ. Thì tôi trở lại vào Hoa Kỳ vào đầu tháng 5 năm 1975 và tôi được dạy học. Thì tôi bắt đầu tôi viết cuốn sách, gọi là cuốn sách đó thì đúng ra là anh tiến sĩ Vũ Ngôi Chiêu đặt tên, nó là Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư. Anh ấy đặt tên chứ không phải tôi đặt tên. Tôi đã đặt tên là sứ mạng, nhiệm vụ và sứ mạng của người viết sử, thì anh Vũ anh đổi tên là như vậy. Thì anh ấy bắt rằng là bây giờ có anh Ngọc thì anh Ngọc phải viết cái bài bản này. Thì do đó là tôi với lại gặp lại anh Ngọc. Thì khi mà anh Ngọc viết cái bài bản trong cái cuốn Việt Nam Cộng Nhất Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư, thì anh ấy đọc thấy cái nội dung đó anh ấy rất là xúc động, cho nên anh ấy đang là cái người mà cây bút chính để viết về Phật giáo. Anh bắt đầu anh chuyển hướng, anh viết về Giáo Hội La Mã, và từ đó giờ là tôi với anh ấy lại kết nối với nhau. Tuy rằng kết nối với nhau nhưng mà anh em chỉ liên lạc với nhau bằng điện thoại, email thôi chứ không có gặp nhau. Nhưng mà sau đó thì anh ấy đến tận nhà tôi và cả chị ấy đến nhà tôi, và chúng tôi lại gặp nhau, và chúng tôi đã gặp nhau mấy lần. Ông ở miền Đông Hoa Kỳ, còn chúng tôi thì ở miền Tây Hoa Kỳ. Thành ra ông ở trung tây, trong bên miền Đông Illinois, rất xa. Tôi ở cực tây. Thì hai đứa chúng tôi là coi như là cây viết chính, với lại anh Châu Lê Nguyễn là cây viết chính ở trong cái trang nhà sách hiếm.
Ông giáo sư Trần Trung Ngọc thì chuyên về phân tích về những cái gọi là cái phần mềm của đạo Thiên Chúa, là thí dụ như Kinh Thánh và những cái cuộc phong thánh kia nọ, và ông đưa ra những cái góc khuất của cái mặt gọi là phần mềm. Còn Bác Quang đó là chuyên về lịch sử, tức là sự kiện. Bác Quang đó thì thật phần nhiều Bác Quang đó ở các anh thờ ai thì kể các anh, tôi không có để ý tới cái chuyện thờ anh thờ như thế nào thì tôi không có chú ý, nhưng mà các anh đã làm hại cho đất nước tôi như thế nào thì đó là cái điều mà chúng tôi chú ý. Do đó là quý vị nào mà nói rằng chúng tôi kích động tôn giáo thì chúng tôi xin hỏi lại là một cái thằng ăn cướp nó đi vào đất nước chúng tôi, nó đã làm hại chúng tôi như thế nào, nó chặt nó chém chỗ này chỗ kia, nó làm lũng lỗ hết căn nhà, và bây giờ quý vị lấy cái nước sơn quý vị bịt nó lại không có cho mọi người biết, và chúng tôi chỉ là cho quý vị biết, cho con cháu của chúng tôi biết rằng chỗ này nó là cái vết đạn đấy, chỗ này là vết bom đấy, chứ không phải là cái vách tường đâu, không phải là cái gỗ đặc hay là xi măng đặc gì đâu, đó là cái lỗ hổng. Thì quý vị cho là kích động tôn giáo là quý vị chụp mũ chúng tôi. Tôi xin nói thêm về nha Ngọc. Anh Ngọc thì sau đó thì anh ấy đại ngũ, tức là trước khi đi du học Hoa Kỳ đó thì anh ấy đại ngũ, anh ấy dạy tại Đại học Khoa học Sài Gòn, rồi sau đó được học bổng thì cũng đi với tôi, thì anh lên học ở Đại học Wisconsin. Cái mục đích của anh là được học tiến sĩ về vật lý. Có lẽ mãi đến năm 1972 anh mới hoàn thành, anh mới về Việt Nam, hay là 71 thì đó. Còn tôi về sớm hơn vì tôi chỉ học có master thôi. Thì khi mà trở lại đó, thì tôi trở lại là tôi đi dạy học, còn anh ấy trở lại thì anh cũng làm việc ở tại đại học của anh ấy. Đã ngày xưa anh đã theo học là Đại học Wisconsin. Tôi không biết anh ấy làm những cái gì, nhưng mà anh là cái người mà có bằng tiến sĩ làm ở cái đại học mà anh đã học. Thì cho đến lúc mà tôi viết cái cuốn Đệ Nhất Cộng Hòa đó thì anh mới bị yêu cầu là phải viết cái bản gọi là gì đó để tóm lược đó cái cuốn sách của tôi đó. Thế bây giờ book report không phải nó gọi là book report chứ không gì nữa, viết đề bạc, bài bạc, từ đó giờ chúng tôi liên lạc làm thế với nhau, và chúng tôi cùng có một lý tưởng. Thì thực ra là anh Ngọc cũng với tôi là không phải là người của Giao Điểm. Giao Điểm bây giờ họ in, họ lấy bài của chúng tôi in, rồi ông Giao Điểm vẽ nó thấy Giao Điểm có tín với lại viết thơ cho bác sĩ Giản mới hỏi thăm là có biết anh Ngọc với tôi hay không. Được. Chi tiết đó là chắc là... rồi sau đó thì là cái bài của ông, cái cuốn sách của ông Giao Nguyễn được giao gửi cho Giao Điểm, gửi cho anh và anh bác sĩ Lan Anh Giản, bác sĩ Nguyễn Văn Giản, thì bác sĩ Nguyễn Văn Giản mới gửi cho Nguyễn Thanh Giản, thì bác sĩ Giản mới gửi cho Giao Điểm in. Thành ra Giao Điểm là biết được ông Giao Linh Nguyễn qua bác sĩ Giản. Bác sĩ Giản là bạn học của ông Giao Linh Nguyễn. Anh nói nhiều quá nhiều khi rối người ta. Thế tức là sau này đó người ta cứ nói rằng anh Giao Linh Nguyễn với lại anh Ngọc với lại tôi là cây viết chính của Giao Điểm. Thực là không phải, họ lấy bài của chúng tôi đăng, nhưng mà Giao Điểm chưa ra được bao nhiêu năm, mới được từ tháng Giêng năm 2011, 2001 cho đến tháng 5 thì mấy cái bài đó bị cướp, bị cái anh cái kia đó, anh quản lý cái đó, anh ấy trở mặt, anh bị tụi kia nó thuyết phục. Thì ra cái bà xã tôi mới thấy nguy hiểm, mới sợ mất hết tất cả những cái bài của ba chúng tôi, tức là anh Giao Linh Nguyễn, anh Trần Ngọc lại cũng bị công giáo thuyết phục. Thì nữa bà xã tôi mới bắt đầu đưa cái sách giấy, mục đích là bây giờ là để tìm cách tàng trữ, lưu trữ những cái bài viết của ba chúng tôi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì bà ấy hát chuyển thành sách giấy, và cái Giao Điểm kia thì tàn lụi mất luôn, chứ chúng tôi không phải là người của Giao Điểm, nói cho rõ như vậy. Sau này cái ông kia thì ông đi đâu ông cũng nói rằng chúng tôi là người Giao Điểm, nhưng mà thật ra là chúng tôi là cái người viết bài, rồi họ thấy vậy họ lấy họ đăng thôi, chứ chúng tôi không phải là thành viên của Giao Điểm. Cả anh Ngọc lẫn tôi,
Còn anh Trao Liên Vẽ lại càng không, là vì anh là người Công giáo, anh không dám công khai. Vợ anh ấy cũng kiềm giữ, anh giữ lắm. Phải biết cái chuyện này vợ anh ấy kiềm giữ thì ai cũng biết. Anh đã, tôi đã là được tự do hơn tất cả, là vì bà xã đã đứng về phía tôi 100%. Thành nên trong 3 anh em thì có tôi là cái người được nhiều tự do nhất. Vâng, cảm ơn các bác. Hôm nào cháu Bảo Trâm sẽ rất vui khi mời các bác nói cận kẽ chi tiết lịch sử ra đời của lá cờ vàng Ba Sọc. Bởi vì hiện nay những kẻ tôn thờ cờ vàng Ba Sọc luôn rêu rao cho rằng lá cờ vàng Ba Sọc có từ thời Thành Thái, còn cờ đỏ sao vàng từ Trung Quốc. Nhưng mà thôi, chuyện đó muôn thuở cờ vàng Ba Que xuyên tạc rồi. Nhưng mà hôm nào sẽ mời các bác nói chuyên đề về chuyện đó sau. Vâng, hôm nay thì cháu Bảo Trâm cũng xin phép các bác là cảm ơn các bác cung cấp thêm một góc nhìn về vấn đề của em Thính dưới những người làm giáo dục ở bên Hoa Kỳ, ở xứ Tư Bản, và cái hướng xử lý cũng như quan điểm của các bác ủng hộ em Thính. Đó là cái khích lệ tinh thần em để cho em thêm vững tâm. Và tin cũng vui là Đại sứ quán Việt Nam cũng đã đánh tiếng rồi và sẵn sàng hỗ trợ về mặt tư pháp cho em Thính các bác ạ. Xin chào các bác và chúc các bác có một buổi sáng ở Cali thật là vui vẻ các bác nhé. Xin chào và tạm biệt quý vị khán thính giả. Ê, tôi đề nghị này không biết có được không? Bảo Trâm sớm sớm đưa cái mấy cái bài đó trở lại bình thường nhớ cho quý vị. Nhưng không, mà không, cái chuyện đó là để tùy theo anh ạ. Vâng, bác Quang ơi, khán giả rất là quan tâm đến 5 cái bài mà chào cờ và cờ đỏ ở tại xứ Cali. Nhưng mà cháu cũng đã giải thích rồi là do sức ép của một vài tên cờ vàng với gia đình một vài vị có mặt ở bữa thượng cờ hôm đó khiến cho là video tạm thời đóng lại, sẽ mở lại một cái thời điểm thích hợp nhất các bạn. Tức là do những người bảo vệ danh dự cờ vàng người ta phản đối. Người ta cay cú quá khi mà thấy tại xứ Cali mà cờ đỏ sao vàng hiên ngang, coi như là thước lên và tiếng quốc ca trầm hùng vang lên. Họ rất cay cú, họ tăng sông. Vâng, xin chào các bác ạ. Vâng. Chào. Xem bài.